Chào mọi người, tiếp tục clip số 2 trong ngày. Ngày 25 tháng 12, mình có một số cây tổng hợp giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây dâu tằm. Cây dâu tằm mã C1. Dòng dâu tằm thì quả khi chín thì ăn có vị chua ngọt. Quả chín sẽ chuyển nhiều màu hồng, tím và tím đen. Dâu tằm thì thường dùng để ngâm rượu và quả ăn rất là ngon. Cây này đang quả nhiều trên cây, dòng dâu tằm lá nhỏ, kích thước lá rất là bé. Dâu tằm thì sau khi bạc lá thì cây tầm 30 đến 45 ngày, cây sẽ bắt đầu cho quả. Cây C1 giá 400 bao ship, cây có chiều cao là 32, tán ngang là 52, kỳ hai thân liền cốt. Kích thước thân thì hoành thân thì tầm 6 xăng bằng ngón tay. Cây dâu mã C1 giá 400 bao ship. Theo cũng là cây dâu tầm mã C2, cây này có chiều cao là 30, tán ngang là 45, hoành thân là 8 xăng. Cây này mình đã vặt lá tầm 20 ngày nữa thì cây bắt đầu cho bông và đậu quả. Hoành thân này 8 xăng. Cây xương râm thì đã tháo hết dây. Cây mã C2. Cây này mình giao lưu mọi người là 370 bao ship. Dòng dâu tầm lá nhỏ siêu trái. Xương râm thì đã tháo hoàn toàn hết dây. Mọi người chỉ việc thay chậu và chơi. Cây mã C2 giá 370 bao ship. Tiếp theo là cây dâu mã C3. Cây này có chiều cao là 25, tán ngang là 40. Cây xương râm rất là đều. Cây C3 giá 370 bao ship, cây dâu tầm lá nhỏ siêu trái. Cây có đế nằm phía bên dưới. Cây này mọi người chỉ việc vào chậu mini và chơi. Tay cành thì đã tháo hoàn toàn hết dây. Giá 370 bao ship, cây dâu mã C3. Cây dâu tầm mã C5, cây này có chiều cao là 30, tán ngang là 50. Thân bé nhưng xương râm đã rất là đều. Kích thước thân thì bằng ngón tay út của mình. Giá 370 bao ship. Cây cỡ vàng xương râm rất là đều. Những cây này thì tầm 20 ngày thì 15 đến 20 ngày thì cây sẽ bắt đầu cho bông. Tiếp tục cũng là cây dâu tầm mã số 6. Cây này có chiều cao là 32, tán ngang là 50, cây đang bắt đầu cho bông trái. Cây sẽ còn tiếp tục cho thêm nhiều bông trái. Dòng này bông trái rất là nhiều. Cây cốt hai thân liền cốt. Kích thước thân thì tầm ngón tay út, nhưng xương râm đã rất là già. Giá 400 bao ship. Cây dâu mã C6. Dòng này thì bông trái quanh năm. Mọi người muốn ép trái thì chỉ cần vặt lá thì cây sẽ cho được trái. Những cây này trồng rất là hay, mọi người trồng trong nhà thì sẽ có trái ăn quanh năm. Giá trị 400 bao ship, cây dâu mã C6. Chiều cao là 32, tán ngang là 50. Và cây C7 là cây trà Phúc Kiến, cây này có hoành
là 32, chiều cao 80, cây tàn rin đang bắt đầu cho bông trái. Cây trà Phúc Kiến mã C7, cây này mình giao lô mọi người là 650 bao ship. Cây tàn rin xương râm rất là già, giá 650 bao ship, hoàn thân 32, chiều cao 80. Cụm dưới này có củ đế nở. Xương râm tự nhiên, cây tàn rin, giá 650 bao ship. Cây C8 cũng là cây trà Phúc Kiến, cây tàn rin, cây có hoành thân là 20, hoành tại vị trí đo là 20, chiều cao 55, tán ngang 50. Trà Phúc Kiến thì bông trái quanh năm, bông của cây sẽ có màu trắng, trái của cây sẽ có, khi chín sẽ có màu vàng hường, đây là trái non của cây. Cây tàn rin, tàn dù. Cây này mình giao lưu một người là 500 bao ship. Cây này 5 chậu xi măng, mình sẽ không ship chậu, giá 500 bao ship. Hoành thân 20, chiều cao 50, tán ngang, chiều cao là 55, tán ngang 50, giá 500 bao ship. Cây trà Phúc Kiến tàn dù, tàn rin. Và cây C9 là cây Hải Châu. Cây này có hoành tổng 3 thân là 26, chiều cao 80. Cây Hải Châu lá búp rất là đẹp, chiều cao 80, tán ngang là 70. Cái này mình giao lưu giá sẻ là 1 triệu bao ship. Bể cốt 3 thân, hoành mỗi thân thì tầm 8-9-10, hoành thân này tầm 11, giá 1 triệu bao ship. Dòng lá rất là đẹp. Chiều cao 80, tán ngang là 70. Và cây cuối cùng là cây C10, cây trắc dây, cây trắc lụa rất là nhiều. Này là lụa thép đen, lụa thép 100%. Hoành tổng là 80, chiều cao là 40. Cây đang nằm bầu là lọc lòng 35. Cây trắc dây cho mọi người về tạo tác. Phần này lụa rất là to, có phần là lụa thép. Cây trắc mã C10. Cây này mình giao lưu mọi người là 800 bao ship. Cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình.